Qua gần 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Thái Lan đã không ngừng phát triển toàn diện. Quan hệ chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh liên tục được củng cố, góp phần tăng cường lòng tin chiến lược giữa hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân đã đạt được những kết quả rất tích cực. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhấn mạnh rằng Việt Nam và Thái Lan đều là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng ASEAN. Ông đánh giá cao vị trí và vai trò của Thái Lan, đặc biệt là Bộ Quốc phòng Thái Lan, trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ của ASEAN. Điều này góp phần tăng cường đoàn kết nội khối và nâng cao vị thế của ASEAN. Quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Thái Lan đã phát triển tích cực trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn, duy trì các cơ chế hợp tác hiện có, giao lưu sĩ quan trẻ và hợp tác giữa các quân, binh chủng, đào tạo. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự phối hợp và ủng hộ của quân đội hai nước tại các diễn đàn và cơ chế đa phương do ASEAN lãnh đạo. Điều này đã đóng góp quan trọng vào tăng cường đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn quân đội Hoàng gia Thái Lan đã nhận lời mời tham gia giải bóng chuyền nam quân đội các nước ASEAN năm 2023 do Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức. Ông nhấn mạnh sự tham gia của đoàn Thái Lan sẽ đóng góp vào sự thành công chung của giải, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa quân đội hai nước.